Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Nick Em, thì tôi là một phóng viên và film critic đang hoạt động và sinh sống tại Hà Nội. Thì hôm nay rất vui được chia sẻ với các bạn về Netflix cũng như là sự kiện Tudum vừa mới diễn ra vào cuối tháng 9. Nếu các bạn đã yêu thích truyện tranh thì hàng năm các bạn có Comic Con là nơi mà hội tụ rất là nhiều các fan của truyện tranh đổ về thành phố San Diego của nước Mỹ. Còn nếu mà các bạn yêu thích bóng đá thì cuối năm nay chúng ta có World Cup ở Qatar. Còn với những người mà yêu thích Netflix, có thể là end chill hoặc là không, thì Tudum là một cái sự kiện rất là đáng theo dõi dành cho bạn. Tudum là một cái sự kiện được tổ chức trực tuyến vào nửa cuối hàng năm. Và sự kiện này năm nay thì đã cho những con số rất là khủng. Trong vòng 48 giờ đồng hồ thì các fan điện ảnh và truyền hình được ăn ngủ với tất cả những cái video độc quyền, sự xuất hiện của hơn 200 ngôi sao tham gia sự kiện. Và họ công bố khoảng 120 loạt phim, là các cái series phim truyền hình cũng như là các cái phim điện ảnh sắp ra mắt của Netflix trong 2 năm là năm nay và 2023, với 29 ngôn ngữ khác nhau được giới thiệu. Có thể kể đến như là giới thiệu cái first look của Emily in Paris phần 3 với sự xuất hiện của Lily Collins, hay là chị đại Gal Gadot cùng với tài tử 50 sắc thái Jamie Dornan giới thiệu bộ phim ly kỳ mới là Heart of Stone, hay là Jennifer Lopez trở lại với phim hành động qua bộ phim The Mother. Hoặc là những bộ phim mà đang rất là được quan tâm như là Enola Holmes, phim về em gái của Sherlock Holmes ra mắt phần 2, hay là phim hoạt hình Pinocchio của đạo diễn Guillermo del Toro, là một cái tác phẩm mà tôi nghĩ là các fan điện ảnh rất là mong đợi trên Netflix vào tháng 12 năm nay. Thì năm ngoái cái sự kiện này đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem tại 184 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tràn ngập tin tức độc quyền, những thước phim chưa từng được công bố hay là những trailer phim mới, cùng rất là nhiều cuộc phỏng vấn với các ngôi sao cũng như là hậu trường của các cái nhà sáng tạo hàng đầu trên Netflix. Thì Tudum là cái âm thanh mà của sự phấn khích xuất hiện trước khi mà bạn bắt đầu xem Netflix. Trên thực tế thì các thành viên của chúng tôi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã nghe âm thanh Tudum hơn 9 tỷ lần trong năm qua. Thì trong cái sự kiện Tudum Behind the Stream ở Singapore, nôm na là chúng ta có thể hiểu là theo dõi cái công cuộc hậu trường đằng sau cái sự kiện này, họ đã chuẩn bị như thế nào. Thì Netflix đã mời rất là nhiều influencer từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và đương nhiên là cả Việt Nam tới tham dự, nhằm hâm nóng cho sự kiện chính diễn ra online vào cuối tháng 9 vừa qua. Và chúng tôi đã được tham dự cái sự kiện Behind the Stream này trong vòng 3 ngày 2 đêm tại đảo quốc Sư Tử. Trải nghiệm tham gia sự kiện Tudum lần này thì rất đặc biệt, bởi vì là nó gắn với những cái bộ phim mà rất là ăn khách trong thời gian vừa qua của Netflix. Thì chúng tôi đã tưởng là bị bắt cóc ở Singapore, bởi vì khi mà bước vào trong phòng khách sạn thì đột nhiên là nhận được một cái card visit. Trên đó thì nó y hệt như là trong cái cảnh mà các bạn biết là trong bộ phim Squid Game, là những người chơi là được lựa chọn và họ bắt buộc là phải xuất hiện đúng giờ. Đấy, mà nếu mà không xuất hiện đúng giờ thì những cái nhân vật trong Squid Game, là cái đội mà trùm kín mặt đấy, xuất hiện và bắt đầu gọi là bọn mình tưởng như bắt cóc, nhưng mà thực ra họ cũng không không được phép bắt cóc hay là làm cái gì đấy nó gọi gọi là mang tính cưỡng cưỡng ép cả, mà đơn giản là họ chỉ gọi là lùa bọn mình đi theo là đúng đúng giờ đúng giấc để bắt đầu trải nghiệm tại thành phố sôi động bậc nhất của Đông Nam Á này. Thì đầu tiên là các khách mời và các influencer là được đi làm tóc, đi make up, ăn mặc, trang điểm theo phong cách giống như là trong phim Emily in Paris. Sau khoảng 2 tiếng ở tại đây thì tất cả là cùng tới bữa tiệc Behind the Stream và lập tức là bị choáng ngợp bởi cái không gian này, bởi vì tất cả mọi thứ là đều được trang hoàng theo phong cách của những series phim rất đình đám thời gian vừa qua như là Stranger Things, Alice in Borderland hay là Bridgerton. Chúng mình đã có khoảng tầm một buổi tối gọi là đi khám phá hết tất cả các cái không gian ở đây. Đặc biệt là có những cái màn trải nghiệm rất là thú vị, ví dụ như là trượt patin giống như là trong phần 2, cảnh phim phần 2 của phim Stranger Things, hay là có một căn phòng mà trong đó là chứa rất là nhiều quân bài khổng lồ giống như là trong Alice in Borderland, hay là có một hẳn một cái tiệc trà chiều kiểu rất là quý sở tộc trong phim Bridgerton cũng xuất hiện ngay ở trong cái buổi tiệc Behind the Stream này. Không những thế, sau chuyến đi này thì bọn mình còn mang được những phần quà rất là khủng, và nói chung là đây, khi mà các bạn xem trên màn hình đấy thì các bạn chắc chắn là ai cũng mong muốn được sở hữu cái phần quà rất đặc biệt đến từ Netflix này. Và mình đảm bảo là cả Việt Nam gần như là không có đến 10 phần quà này, và trong số đó thì phần lớn đã thuộc về các influencer rồi, thì đây là phần quà duy nhất mà dành cho các bạn và ai cũng có cơ hội được trở thành chủ sở hữu của nó. Hãy subscribe để ủng hộ cho Spider Room Cine và nhận những phần quà hấp dẫn nhất từ bọn mình. Xin
chào các bạn, và hôm nay mình có một món quà đây rất là to, rất là xịn, trông rất là dã man, vừa mới gửi từ Netflix về, và mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem nó có cái gì, bởi vì bọn mình cũng mới nhận được cái món quà này ngày hôm qua. Đây là một phần quà của sự kiện Tudum. Chắc là mình sẽ bắt đầu unbox cái món quà này luôn nhỉ. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình thấy cái món quà này được bọc trong một cái túi rất là to. Chắc là nó to phải đến to hơn một cái laptop bình thường khá nhiều ấy. Nó to bằng cái cây máy tính luôn ấy. Ừ. Mình không biết là bên Netflix có gửi cho mình một cái bộ PC để mình edit video cho các bạn nhanh hơn hay không, nhưng mà mình chả biết, thế nên là bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem nhé. Đây này, đây các bạn có thể nhìn xem, ở đây có chữ Tudum, tên sự kiện của chúng ta lần này. Không, không phải lần này đâu, mà là hàng năm, sự kiện hàng năm của Netflix. Trông nó khá là giống cái gì đó, nó không phải là một cái túi ấy. Mình đang thấy nó không giống một cái túi lắm, nó có mấy cái bóc này ra này, trông nó khá hay. Thì thôi mình nghĩ là mình sẽ bóc, sẽ mở. Bên trong này còn một cái hộp nữa. Đề nghị các anh Netflix lần sau gửi quà dễ bóc lên nhé. Tháo được, trời ơi. Đấy, như này. À đây rồi. Tháo được rồi. Đó, và đây. Đây là túi đồ bên trong. Đó, như các bạn có thể thấy thì ui. Direction app project the screen. Wow. Có vẻ như là nó sẽ là một cái máy chiếu các bạn ạ. Thì khả năng nó là một cái máy chiếu, bên trong này còn có một cái màn gì đó ở đây. Chắc là cũng để phục vụ cho cái việc trình chiếu gì đó, chắc là lát mình sẽ bóc sau rồi. Sẽ cất vào đây nha. Mình xin phép là để cái túi này xuống bên dưới để mình mở cái hộp này trước đã. Đây là hộp quà của Netflix sự kiện Tudum hàng năm. Trông nó khá giống một cái dương. Ngoài việc nó có hai cái dây ra thì trông khá giống một cái dương ấy. Ui, hình như nó mở ngang thật các bạn ạ. Trong này có cái gì đây? Một chiếc hộp. Ở đây có ghi là, mình chẳng thấy nó ghi là cái gì cả. Một cái máy chiếu. Còn đây, một cái hộp này. Ui, đây là một cái loa này. Đây là speaker. Các bạn có thấy không? Các bạn không thấy được đâu. Đây, đây là hai cái vật phẩm đầu tiên là mình lôi ra được. Thì hình như là nó là một cái loa và một cái projector. Và cứ để đấy đi. Mình nghĩ là mình cần tìm hiểu thêm xong rồi. Mình nghĩ là mình cần tìm hiểu thêm xem bên trong này hộp này nó còn có gì. Đây mình thấy một cái bóc rồi này. Wow. Cái gì đây? Các bạn có thể thấy ở đây là rất nhiều pin. Móc chìa khóa. Lại là pin. Đây là, hình như là nó là để nước rửa tay Emily in Paris. Nó là một cái túi đựng lọ nước rửa tay theo phong cách của Emily in Paris. You are supposed to spray it, not drink it. Nếu mà mình để rượu vào đây xong mình uống thì có được không? Mình thấy trông nó khá là ok đấy. Thôi mình cất vào đã. Tiếp theo đến bên này. Cái này dịch ở đây đi. Xin chào các bạn nha. Ui, bên này cũng có pin này. Bên này có pin Pinocchio. Pinocchio. Một cái gì đó. Mình đang khá là phân vân này. Đây là cái gì? À, trong này có một cái quạt. Thì mình nghĩ là đây. Mình nghĩ là cái quạt này nó để đến đây này. Đây là cái quạt gì đây? Chết rồi, mình sẽ xin phép là bóc một vài số thứ của các bạn trước nhé. Các bạn sẽ không được bóc siêu nữa đâu, vì mình bóc rồi. Nhưng mà các bạn được mấy cái thứ này vào, có phải mình được đâu. Đây là một cái quạt của cái gì đó. And the object mình chẳng biết nữa. Bridgerton, một cái series phim ở trên Netflix. Chắc là cái này là để quạt. Đoán không nhầm thì nó là như thế. Theo những cái thứ
Theo cái ngu kiến của mình thì nó là để như này. Mấy bí phải để như này. Mình cũng không biết nữa. Các bạn có thể mang về và tự tìm hiểu nhá. Có một cái quạt này, mất điện thì các bạn có thể mang ra kìa. Mát thật sự, mát đấy, mát quá, quạt Netflix đó. Mát thật sự. Không sao, cất đi. Của các bạn, dùng mất của các bạn cho các bạn. Đến lúc các bạn nhận được, các bạn lại nhắn tin cho bọn tôi bảo ứng lửa thôi. Cũ rồi, cái thứ đòi đổi, cứ hỏng. Mình sẽ cất đi. Đây, tôi cất đi cho các bạn nha. Tôi đóng lại seal cho các bạn luôn. Để giả vờ như là các bạn được bóc seal nhá. Các bạn cứ giả vờ như là mình được bóc seal thật đi. Đây có phim của Shadowbone và một cái lót cốc của Hellfire Club. Đấy là hai cái ngăn ở bên ngoài này, trong cái hộp này. Đấy thì trong cái hộp này thì hết rồi, mình chẳng thấy còn ở đâu nữa. Hết rồi đấy. Chắc mình sẽ đóng lại và mình unbox hai cái thứ này. Đấy, hai cái món quà mình sẽ để riêng ra bên ngoài. Hai cái món quà này thì ở đây có một cái gói mà đã bóc cái túi ni lông ra rồi, mình chả biết là ông nào bóc, nhưng mà có một gói thì chưa, thì nên là chắc là mình sẽ bóc cái bóc rồi để trước. Projector, nó là một cái máy chiếu và nhân vật chính của chúng ta, máy chiếu mini. Trông nó khá là xinh xắn đấy. Này, nó có logo của sự kiện Netflix Stadium, khá là đầy đủ. Mình nghĩ là nó là vừa đủ để sử dụng cho một con máy chiếu nhỏ gọn như này, không có quá nhiều yêu cầu cho nó. Các bạn chẳng yêu cầu được gì, quà mà các bạn muốn yêu cầu gì ở những món quà. Đó là xong cái hộp này đầu tiên, mình sẽ tiến tới cái hộp thứ hai. Hộp này thì như nó là loa, đây là một cái loa. Đây, các bạn nhìn này, trông cũng khá là chiến đấy, trông khá là ok. Chiếc loa Bluetooth nhỏ gọn, cũng có logo Stadium sự kiện lần này. Bộ này trông rất xinh các bạn. Các bạn nghĩ xem, các bạn có một bộ máy chiếu và loa như này, mời bạn gái đến nha. Đây mới là Netflix and chill. Đây mới là Netflix and chill. Đó. Thôi mình sẽ cất đi đây, để cho các bạn. Ui, trong này nó còn có một cái, chắc là cái này để cài vào đây để. Cài vào đây để xách cái loa đi. Mình không rõ nữa nhưng mà chắc là như vậy. Đây. Mình sẽ để các bạn tự cài các bạn muốn. Cất đi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái này là cái gì nhá. Này, đây là cái chắc là cái mài. Mình sẽ tháo hết các cái. Đây nó có mấy cái cúc. Sẽ cởi mấy cúc này ra. Wow, thật sự rộng vậy, nó rộng hơn cả cái bàn mà mình đang ngồi ấy. Nó sẽ có mấy cái nút, nút của cái cúc bấm vào đây này, chia khắp cái thứ này. Mình nghĩ là nó sẽ là để gắn cái này lên. Các bạn treo xong một đầu nó sẽ như này. Mình sẽ dùng hình chiếu và chiếu vào đây để xem phim. Khá là hay hò, tuyệt vời. Và đây sẽ là món quà mà bọn mình làm chương trình giveaway trong đợt tới, và mong rằng chương trình giveaway sẽ được nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và đó là toàn bộ tất cả các món quà mà bọn mình muốn gửi đến cho các bạn trong chương trình giveaway lần này. Thể lệ của chương trình giveaway sẽ được bọn mình để dưới phần mô tả. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến tận đây, và hãy subscribe Spyroom Cine để ủng hộ chúng mình nhé. Và thật sự là cũng chẳng phải để mỗi ủng hộ chúng mình đâu, mà trong thời gian tới bọn mình sẽ có rất rất nhiều chương trình giveaway hay ho cho các bạn. Subscribe và tham gia cùng bọn mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Spyroom Cine. Mình là Pinup. See ya. 2-3 con mực quà giveaway của Netflix căng cực. Một giải nhất, một bộ máy chiếu Netflix và một chiếc áo phông Spyroom. Một giải nhì, một loa Bluetooth Netflix và một chiếc áo Spyroom. 3 giải 3, các món đồ theo style những bộ phim siêu hot đến từ Netflix và một chiếc áo Spyroom. Các bạn sẽ chỉ cần: bước 1, subscribe kênh Spyroom Cine. Bước 2, share lại video của Spyroom Cine về Facebook cá nhân và nhớ để công khai. Bước 3, để lại con số may mắn từ 0 tới 9999.
tham gia ngay và nhận quà công chúng mình nào.